khi người ta chết, người ta đem đi chôn là người ta khóc, đúng không quý bà chị em? Mà cái tiếng khóc là do cái tiếng khóc trong đời mà ra, do cái tiếng khóc mà đứa bé nó mới được cắt tiếng khóc chào đời nó khóc vào lòng. Cho nên những kẻ chăm chi ngoài đồng năm xưa đó, nó cũng giống như mỗi một quý ông bà anh chị em và cộng đồng này, họ phải đấu tranh với những mệt mỏi lo âu bệnh tật cô đơn sợ hãi. Thôi cái bản năng là gì chứ không có cái điều không có là tâm lòng. Thế đối với những người chăm chi thời bấy giờ nó cũng giống như quý ông bà anh chị em và cộng đồng ngày nay, lời muốn đến là cái gì để xua tan cái sự sợ hãi, để đem đến cho họ cái niềm vui và cũng để đem đến cho quý bạn trẻ và tôi niềm vui. Vì vậy là cái thánh nó là sự vui mừng lớn, vui mừng lớn trong ngày thánh giáng sinh. Đó là không phải là vui mừng ở bên bên Canoen hay là vui mừng với cái phát triển giáng sinh hoặc là những cái món quà giáng sinh, nhưng mà cái sự vui mừng lớn đó nó xuất phát sâu thẳm ở bên trong lòng của chúng ta là những tội lỗi bị quá nhiều năm tháng phải sống trong đau khổ, phải sống trong sợ hãi, phải sống trong bất an, phải sống trong lo âu phiền muộn. Nhưng mà bây giờ Chúa đã đến, Chúa đã tháo cái tội, Chúa xua tan sợ hãi, Chúa xua tan bất an để đem đến một cái niềm vui cho nhân bản thể. Đó là niềm vui con người được Chúa tha thứ mọi tội. Cho nên để tối nay tôi muốn nói với quý bà chị em rằng Kinh Thánh cho chúng ta biết tin lành từ trời có nghĩa là Chúa Giêsu từ trời đến trong thế gian này. Và lời Chúa nói rằng Chúa Giêsu đã đến trong thế gian là để cứu vớt kẻ khó tội, ấy là lời chắc chắn đáng tin lành tin trọn vẹn. Cứu có nghĩa là sao? Cứu có nghĩa là đem một người từ nơi nguy hiểm đến một cái nơi an toàn. Nếu chúng ta mang tội lỗi trong người, ngày sau chúng ta sẽ đối diện với Chúa trong cái sự đoán phạt, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị Chúa đoán phạt ở nơi phản bội. Nhưng mà Chúa đã tha thứ tội lỗi cho quên bạn em, hay là những người bằng lòng tin nhận Chúa. Thì chúng ta là Chúa Giêsu đã đến trong thế gian là để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng nên làm tin trọng vẹn. Chúng tôi ước ao rằng quý vị có hôm nay đến đây trong không khí Giáng sinh, quý vị nhận được cái tin vui mừng đó và bằng lòng tiếp nhận tin lành từ trời vào lòng, có nghĩa là tin vào cái công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu để tội mình được Chúa tha thứ, linh hồn mình được Chúa cứu rỗi. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị để quý vị không những hưởng được những cái phước hạnh mà Chúa ban cho mình trong những năm tháng mình sống trên đất này, nhưng mà trong mỗi đời đời đó chúng ta được ở đây Chúa là được tìm thấy, đó là điều quý giá nhất. Ai sống trên đời này rồi đến một thời điểm cũng phải kết thúc thời quý bà trên, nhưng quý bà trên có biết rằng sao sự chết mà chúng đi từ đâu đó? Ở trong thập niên 60-70 đó thì những em bé đó họ có chơi cái trò chơi thiên đàng gì đó và có hát cái bài bằng nhau như thế này: thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì lại, ai dạo thì quan, bên nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kéo xa linh hồn, linh hồn phải giữ linh hồn để khi mà chết thì hay thiên đàng. Cái trò chơi đó người ta hát một cái bài đồng giáo nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất lớn trong quý bà kia. Ai khôn thì lại, ai dạo thì quan, có nghĩa là gì? Ai khôn á thì bước vào thiên đàng, mà ai dạo thì bỏ thiên đàng để đi qua. Ước ao rằng quý bà kia có hôm nay lựa chọn cho mình một nơi chốn để mình có mà đi về. Người ta ông bà mình nói là sống mỗi khác về, nhưng mà mình biết về đó, mình tin Chúa đó thì mình có một cái nơi chốn đi về, bởi vì Chúa sẵn sàng cho chúng ta một nước thiên đàng, một sự sống đời đời ở bên kia cõi đời. Nếu như bà chị em tin Chúa hôm nay tội mình được tha thứ và Chúa sẽ ban cho chúng ta cái sự sống vĩnh hằng ở trong nước thiên đàng mà sao? Đó là những gì mà chúng tôi dựa trên lời của Chúa trong Kinh Thánh để trình bày cho quý vị về tin lành tuyệt vời. Đó chính là Chúa Chúa Giêsu nếu trong thời gian để tiếp đền tội cho nhân loại và mang sự cứu rỗi, ban sự sống đời đời cho những ông tin lành.
Xin chúng ta giới thiệu quý vị, để buổi tối hôm nay quý vị nhận được cái món quà quý giá đó từ người xưa.